Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Hoa sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người về một cái chủ đề, đó chính là tẩy da chết. Tại sao mà chúng ta cần phải tẩy da chết? Thì có 4 cái nguyên nhân chính mà chúng ta cần phải tẩy da chết. Nguyên nhân thứ nhất đó chính là giúp da sáng màu. Bởi vì những cái lớp da chết ấy là nó đã hết năng lượng rồi, rất là dễ xỉn màu. Rất là dễ xỉn màu và nó không còn sức sống. Chính vì vậy muốn trắng sáng da thì chúng ta chỉ cần loại bỏ cái lớp tế bào chết đó đi. Cái nguyên nhân số 2 đó chính là tăng cái khả năng hấp thụ kem. Nếu như chúng ta mà không tẩy tế bào chết ấy, thì cái khả năng hấp thụ kem rất là kém. Ví dụ như là khi mà chúng ta mua 10 triệu thì cái khả năng hấp thụ kem nó chỉ được khoảng độ 500 nghìn thôi. Như vậy thì 9 triệu rưỡi chúng ta đã đánh mất, rất là tốn kém và lãng phí đúng không ạ? Nguyên nhân số 3 đó chính là ngừa bít tóc và mụn. Hình dung ra nhé, cái bộ phận da của chúng ta là một trong những cái cơ quan bài tiết. Nếu như mà chúng ta không tẩy da chết thì cặn bã nó sẽ không thoát được ra ngoài, thì nó sẽ gây bít tóc, cũng như là nó sẽ ứ lại trên da và nó sẽ tạo mụn. Cái nguyên nhân số 4 đó chính là tăng sinh tế bào. Nếu như cái da chết mà không được loại bỏ thì những cái tế bào mới sinh ra nó sẽ không có chỗ ở trên mặt, nó sẽ không có chỗ, và như vậy thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng này, ví dụ như là nhăn nheo này hay là già nua. Già nua nó sẽ làm cho mình già đi khoảng mất mấy tuổi đấy. Đấy, và đồng thời thì cũng sẽ không căng miệng. Và ngày hôm nay thì Hoa cũng muốn giới thiệu cho tất cả các bạn tại sao là chúng ta cần phải sử dụng tẩy da chết của Lamerke. Các cái loại tẩy da chết thông thường ở trên thị trường ấy, hiện nay là ở cái dưới dạng gel. Ở dưới dạng gel thì hay chứa một cái thành phần đó chính là Cetox. Cetox thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng kết tủa, kể cả trên một cái nền da sạch nhá, thì cái thành phần này nó vẫn kết tủa như vậy, và thậm chí nó sẽ gây bào mòn da và nó cũng không lấy đi tất cả những cái bụi bẩn ở dưới cái lỗ chân lông đấy. Và với cái sản phẩm tẩy da chết của Lamerke thì nó hoàn toàn là ở dưới dạng kem sữa, dầu jojoba và vỏ cái quả óc chó xoay nhuyễn thành những cái hạt mịn, thành những cái hạt mịn nhỏ, rất dễ là lấy đi được cái bụi bẩn này ứ sâu bên trong da. Và thông thường ấy các bạn nhé, đối với một làn da khô ấy thì các bạn chỉ nên tẩy da chết một tuần một lần, còn da thường là 2 lần một tuần. Đối với da dầu và da hỗn hợp có thể 2 này hoặc 3 lần một tuần các bạn nhé. Đấy, và Hoa cũng hướng dẫn luôn cho các bạn này cách thức sử dụng rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ làm ướt mặt của chúng ta, và sau đó thì chúng ta lấy một cái nước nhỏ này, chỉ cần một nước nhỏ thôi, chúng ta chấm vào khoảng độ, có thể chúng ta chấm 5 điểm trên mặt cũng được. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng, chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng như này. Đấy, chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng và sau đó thì tránh massage mạnh các bạn nhé. Bởi vì khi mà chúng ta massage mạnh quá thì nó sẽ gây tổn thương da, thì chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ rửa lại bằng sữa rửa mặt nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước rửa mặt. Và chúng ta lưu ý là không lưu cái sữa tẩy da chết ở trên da quá 2 phút các bạn nhé. Đấy, thì vừa rồi thì Hoa có giúp cho tất cả các bạn hiểu hơn về cái việc tẩy da chết, nó quan trọng như thế nào đối với việc chăm sóc da hàng ngày. Hy vọng rằng tất cả những cái kiến thức này sẽ giúp cho tất cả các bạn để làm sao mà các bạn có một cái làn da tốt hơn. Xin chúc tất cả các bạn có một cái cuộc sống thành công hơn, hạnh phúc hơn và luôn luôn xinh đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các video tiếp theo. Xin chào.